Cùng Icer Fire Trainer đi tìm hiểu tại sao nên lắp camera giám sát để bảo vệ gia đình. CCTV là viết tắt của cụm từ Colossus Circuit Television, tiếng Việt có nghĩa là camera quan sát. Do đó, khi nói đến CCTV, là đang nói đến camera wifi giám sát. CCTV có nhiệm vụ ghi hình và xử lý hình ảnh, sau đó truyền tải dữ liệu video đến màn hình để người dùng truy cập xem được dù thuật ngữ được dùng là cctv hay camera cctv thì cũng đều có nghĩa là camera giám sát hệ thống cctv camera là một hệ thống camera an ninh cao cấp theo dõi ghi lại mọi diễn biến tại khu vực mà người dùng cần quan sát để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giám sát của mình thì người cctv sẽ được tích hợp nhiều công nghệ ghi hình tiên tiến đầy đủ tính năng ghi hình để truy cập xem trực tiếp mọi hình ảnh trên hệ thống cctv thì người dùng cần có thiết bị truy cập xem hình ảnh camera như điện thoại máy tính bảng laptop hệ thống cctv camera giám sát cần phải có sự hỗ trợ của nhiều bộ phận khác để hoạt động tùy theo hệ thống cctv kết nối có dây hay cctv kết nối không dây mà cần có những phụ kiện kèm theo phù hợp để hoạt động được thì hệ thống cctv kết nối có dây cần phải có đầy đủ các thành phần sau một hoặc nhiều camera giám sát. Dây cáp tín hiệu kết nối camera với đầu ghi. Dây nguồn kết nối nguồn điện với hệ thống cực vơ tờ. Giác cắm kết nối với ổ điện. Đầu ghi hình camera. Ổ cứng lưu trữ hình ảnh từ camera. Tên miền, hosting. Tất cả các thiết bị này kết nối lại với nhau tạo thành một hệ thống giám sát chuyên nghiệp. Hệ thống CCTV camera có dây hoạt động khá ổn định nhờ kết nối trực tiếp bằng dây cáp tín hiệu nên có tín hiệu tốt, dữ liệu truyền tải tốt, chất lượng hình ảnh sắc nét từ HD Full HD sống động. Mượt mà. Đặc biệt hệ thống camera chống trộm có dây công nghệ cấp nguồn que sẽ cho phép cấp nguồn trực tiếp trên dây mạng Internet và giảm được công đoạn đi dây giường già. Để có một hệ thống CCTV camera chuyên nghiệp và thẩm mỹ cho không gian cần có một quy trình lắp đặt, đi dây âm tường nhưng đổi lại là người dùng sẽ có một hệ thống camera quan sát qua điện thoại chuyên nghiệp, hoạt động mạnh mẽ và ổn định. Hệ thống CCTV kết nối có dây tuy phải đầu tư nhiều chi phí và trải qua một quy trình lắp đặt công phu, nhưng khả năng hoạt động của nó khá ổn định phù hợp với nhu cầu giám sát tại nhiều khu vực rộng lớn như trung tâm thương mại, nhà xưởng, bãi đậu xe, khu phố. Và bạn có thể xem chi tiết hơn một số dòng sản phẩm từ các thương hiệu nổi tiếng như Hivision, TND, Dahua nhằm đáp ứng nhu cầu giám sát của hệ thống camera giám sát an ninh tại những khu vực có quy mô nhỏ cùng nhiều đòi hỏi khắc khe để có một hệ thống CCTV chuyên nghiệp. Thoát khỏi những quy trình lắp đặt giường già, tối giản mọi thao tác thì CCTV kết nối không dây ra đời. Đối với CCTV camera kết nối không dây, mạng Wi-Fi thì cần. Camera giám sát. Dây nguồn cung cấp điện cho hệ thống CCTV. Giác cắm kết nối với nguồn điện thiết bị lưu trữ, thẻ nhớ, mạng lưới Internet. Với hệ thống CCTV camera không dây thì nguyên lý hoạt động vô cùng đơn giản và độc lập. Vì chỉ cần cắm nguồn cho camera, khởi động lên và kết nối mạng Wi-Fi khu vực cho thiết bị là có thể bắt đầu ghi hình được. Do đó sẽ loại bỏ được chi phí mua đầu thu. Ổ cứng, dây cáp và không cần đến quy trình lắp đặt dây cáp lăng nhằng camera ip wifi gia đình phù hợp với nhu cầu giám sát của mọi gia đình. Văn phòng, cửa hàng, những nơi có quy mô không gian nhỏ và vừa. Hệ thống CCTV camera giám sát có vai trò thiết thực đối với đời sống. Công việc của con người. Nó là thiết bị ghi hình, lưu giữ lại mọi diễn biến tại các khu vực để con người tiện theo dõi và thuận lợi hơn cho công tác giám sát. Quản lý nhân viên, người làm, trẻ nhỏ, người già, học sinh, hệ thống CCTV không chỉ cung cấp hình ảnh mà còn cho phép con người tận hưởng những thước phim sống động. Chân thực, đẹp mắt liên tục trong 24, 24. Nó còn có thể lưu trữ lại mọi hình ảnh diễn ra trước đó để người dùng xem lại phục vụ hiệu quả cho công tác giám sát an ninh khu phố. Điều tra an ninh, trộm cắp, CCTV còn được tích hợp nhiều tính năng thông minh hỗ trợ con người nhiều tiện ích như chống trộm. Đàm thoại, ghi âm do đó, khi sở hữu hệ thống CCTV thông minh bạn sẽ được hỗ trợ nhiều tiện ích miễn phí khác mà không tốn thêm bất kỳ chi phí nào. I Trainer là kênh update thông tin sản phẩm 24/7. Vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé.